Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi tổng hợp ngữ pháp N2 của Trung tâm Tiếng Nhật 30 phút tiếng Nhật mỗi ngày. Và đây chính là cái video thứ 7 làm về ngữ pháp N2 mà CC đồng hành cùng các bạn rồi. Nên bạn nào mà chưa theo dõi các clip khác thì các bạn cũng có thể theo dõi. Và đây chính là cái clip mà CC đã bật mí từ cái video thứ 6, đó chính là CC sẽ làm về ý ự, đúng không ạ? Thấy chưa? Thì ý ự thì là hình thành ngữ pháp thì chỉ là bằng một từ nói thôi, nhưng mà nó có rất nhiều cái cách hình thành ngữ pháp khác nhau. Thì chúng ta sẽ cùng xét xem nào, ý ự này có những cái cấu trúc ngữ pháp nào mà chúng ta đã được học từ N3 cho đến N2 nhé, được không ạ? Chúng ta có là thúy dè bà, đúng không? Thúy dè bà chắc là các bạn đã hình mường tượng ra một số cái rồi, nhưng mà CC bật mí đó là thúy dè bà này sẽ có ba ý nghĩa ngữ pháp đấy, chứ không phải là chỉ là nhắc đến a thì nhớ ngay là đặc trưng của a đâu, được chưa? Cái thứ hai là thúy ự thô, thúy dè bà và thúy tà đạ thì CC xét chung vào bởi vì nó có chung một cái ý nghĩa ngữ pháp, đó chính là nhắc đến a thì nhớ ngay là đặc trưng của a, ok không ạ? Cách hình thành thứ ba đó là thúy tà đạ thì đây chính là cái ý nghĩa riêng của thúy tà đạ mà thúy ự tố hay là thúy dè bà không hề có. Cái thứ tư đó là vì khi mà nhắc đến cái cấu trúc đó là thúy tà đá ấy, thì nó có một cái đặc sắc thái, đó chính là về sau nó hơi bất thường một tí, hơi khác thường, thì CC ôn tập cùng các bạn luôn cái cấu trúc mà nó hơi na ná một chút, đó chính là nô cô tổ thủ nà đựa tộ. Thì ở cái cấu trúc này ý, là nó không hề có từ ý ự, nhưng mà nó lại khi mà dịch ấy, thì nó lại dịch là hễ mà nói đến việc hay là hễ mà nhắc đến việc thì trạng thái về sau lại bất thường, ok không ạ? Nếu mà bạn nào học về cái ngữ pháp về cô tổ ấy, 13 ý nghĩa ngữ pháp của cô tổ trong cái video 6 lần trước ấy, thì các bạn đã thấy là CC có nhắc một chút đến cái ngữ pháp này rồi, ok không ạ? Tiếp theo đó là cái thì đây là cái cách dịch nhá, ok chưa? Chúng ta còn một cái đoạn dài đằng sau nữa, nhưng mà CC bởi vì là muốn cho cái trang này nó dễ nhìn nhất, cho nên là chúng ta lui về một cái trang sau nhá. Thì cái ý nghĩa đầu tiên ấy đó là thúy dè bà là nhắc tới, nói tới thì nhớ ngay được cái đặc trưng của a nhé, nhớ nhắc tới a thì nhớ ngay là đặc trưng của a. Vế một thì tạm thời đúng, nhưng mà điều muốn nói ở vế sau thì đây chính là cái ý nghĩa ngữ pháp của thúy dè bà. Tiếp theo này, đó là thúy ự tố, thúy dè bà hoặc thúy tà đà, nó sẽ có một cái nghĩa chung, đó chính là nhắc đến a thì nhớ ngay là đặc trưng của a chẳng hạn, ok chưa? Tiếp theo đó là thúy tà đà, nó sẽ có một ý nghĩa riêng, đó là nhắc tới chấm 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 thì về sau sẽ thể hiện sự bất thường hoặc là ngạc nhiên, tức là khi mà các bạn nhìn thấy về sau bất thường ngạc nhiên thì các bạn phải chọn thúy tà đà, ok chưa? Tiếp theo là nô cô tổ tổ na đựa tố thì nó cũng có một cái đằng sau ấy, đó chính là trạng thái bất thường nha, được chưa? Tiếp chúng ta xét sang cái cách hình thành ý nghĩa ngữ pháp thứ 5 của thố của ý ự, đó chính là thối ự khả, thối ự khả thì ở đây nó sẽ là không biết nói là a đúng hay là b đúng nữa, có nghĩa là người nói người ta cũng không biết là nên nói là a hay nên nói là b, bởi vì nói là a cũng đúng nói là b cũng đúng, ok chưa? Tiếp theo đó là thối tạ, cái này trong liệt kê thực chất là trong sách một số sách N3 cũng đã có viết rồi, nhưng mà ở N2 thì lại viết lại nữa, đó là thối tạ, đằng trước nó sẽ nêu lên một cái loạt ví dụ, đúng không, được chưa? Tiếp này thố wa inagara toite mo và to nakara toite hoặc là kara toite mo đều được nhé. Thì ba cái 7, 8, 9 ấy chúng ta đều dịch là mặc dù, nhưng mà tuy cách dịch của nó đều là mặc dù, nhưng mà nó ra đây cái sắc thái ngữ pháp của đằng sau của nó hơi khác một tí, cho nên là các bạn cũng phải để ý, được không ạ? Đó nhá. Thì về cách dịch này thì các bạn có thể nhớ nhanh qua đây đã, đó là thối ự khà là nói là a cũng đúng, nói là b cũng đúng, được chưa? Tiếp theo là thối tả, ví dụ như là, được chưa? Tiếp theo là thối ạ, inagara, mặc dù nói là như thế đấy nhưng mà chấm chấm chấm. Còn cái kia cũng là mặc dù nói là, mặc dù là, thế nhưng mà mỗi cái nó sẽ có một cái sắc thái riêng một chút, cho nên là chúng ta sẽ xét cụ thể ở các phần sau nhá, được chưa? Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét đầu tiên đó là thối dè bạ, chúng ta sẽ xét ví dụ trước và cách kết hợp cũng như là những cái point tổ về sắc thái ngữ pháp thì CC sẽ để ở đằng sau, cho nên là các bạn để ý một tí, được không ạ? Chúng ta sẽ có các ví dụ như sau, được không ạ? Nihon no haru to ieba sakura daro, đúng không? Nhắc tới cái mùa xuân của Nhật ấy, thì người ta sẽ hình dung ngay trong đầu, đúng không? Đó là người ta sẽ nhớ ngay là sakura. Ok chưa? Tiếp theo này, Osaka no tabemono to ieba takoyaki desu, đúng không? Nếu mà nói đến cái đồ ăn ở Osaka ấy, thì người ta sẽ hình dung ngay ra, đúng không? Đó chính là con gì? Con taco là con gì nhỉ? Bạch tuộc, đúng không? Bạch tuộc nướng, tự nhiên quên một chút, được không ạ? Takoyaki tức là bạch tuộc nướng, ok chưa? Tiếp theo là gì đấy? thằng A nó mới nói là gì đây? Kesa densa no mado kara fujisan ga mieta yo, sugoku kirei datta. So fujisan te ieba Tanaka san ga raigetsu noborun datte. Thì các bạn sẽ thấy này, ở đây thằng A nó mới nói là gì đây? Sáng nay thì từ cái cửa sổ ở tàu điện ấy thì tớ đã nhìn thấy vũ nữ phụ sĩ đấy, thực sự là nó rất là đẹp, đúng không? Thế là thằng B bảo so nói với gì? Như thế vậy à, đúng không? Nhắc đến fujisan ấy thì anh Tanaka thắng nghe nói
nói là, đúng không? Để đắt tệ, nghe nói là anh Tanaka sẽ đi leo vào tháng sau đấy. Thế thì các bạn sẽ thấy để ở đây có từ chữ nhỏ t, đây chính là cái văn nói của tố, chính là tố, đúng không? Đấy chưa? Chính là văn nói của tố này. Hoặc là eto noboru da te thì chính là noboru so da. Ok chưa? Nghe nói là đấy. Thế thì ở đây sẽ là, có phải là khi mà cái anh A này anh nhắc cái từ Fujisan hay là anh B này anh cũng làm sao đây? Nhớ ngay ra một cái câu chuyện mà có liên quan đến cái từ Fujisan này, đúng không ạ? Các bạn để ý một tí nhá. Tức là nó chỉ chung nhau cái từ Fujisan này thôi, và có thể là câu hai câu chuyện này nó liên quan hoặc là không liên quan hoàn toàn đều được, được không ạ? Tiếp nhá, chúng ta có này. Kanozo ga kawaii to ieba kawaii kedo tsukiaitai to wa omowanai, đúng không? Cô ấy làm sao đây? Cô ấy xinh thì xinh thật, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng mà làm sao đấy? Tớ không nghĩ là tớ muốn gì, tớ muốn kết hôn, tớ muốn hẹn hò với cô ấy, được không ạ? Tiếp theo ví dụ thứ năm nhé. Shigoto wa suki da to ieba suki da ga ano stressu mo oi, đúng không? Công việc thì nói là thích thì thích thật đấy, thế nhưng mà nó cũng có nhiều cái stress. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái đầu tiên nhé, với là cái ví dụ 1 và ví dụ 2 thì tớ ieba có nghĩa là nhắc đến A thì nhớ ngay cái đặc trưng của A, đúng không? Đúng không? Đối với lại cái ba ấy thì là khi mà nhắc đến một cái từ Fujisan thì cái anh người nghe người ta nghĩ là một cái câu chuyện hoặc là nhớ là một cái câu chuyện, mà là sau đây nó có cái từ đấy xuất hiện. Có thể là hai câu chuyện đấy có liên quan hoặc là không hề liên quan luôn cũng được. Thấy chưa? Đấy thì ví dụ như là chẳng hạn như là mình nhắc đến tên một cái nhà hàng A chẳng hạn, thế xong rồi lại tự nhiên lại nhớ là nhà ngay cạnh nhà tớ cũng có một cái nhà hàng mới gì mới xây đấy, cái kiểu như thế, nó chẳng liên quan gì luôn, chỉ cần là liên quan từ thôi, được không ạ? Còn với ý với cái cấu trúc với cái ví dụ 4 và 5 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ công nhận ở vế trước, đúng không? Công nhận là cô ấy dễ thương thì dễ thương thật, nhưng thì cái điều nhưng đấy là cái điều mà người ta muốn nói, thì nó sẽ ở vế sau chứ không phải là ở vế trước, được không ạ? Đó, thì đấy nhá, thối hề bà sẽ có ba ý nghĩa ngữ pháp là nhắc tới A thì nhớ ngay là đặc trưng của A là một này. Cái thứ hai là sao đây? Khi mà người nghe được một cái chữ nào đó, một cái từ nào đó thì người ta nhớ ngay ra một cái gì? Một cái câu chuyện hay là một cái nội dung nào đó liên quan, sau bắt đầu là kể lại với nhau, được không ạ? Còn một cái ý nghĩa thứ ba đó là công nhận ở về trước và điều thực sự muốn nói thì ở về sau. Ok chưa? Đấy, nhớ thối hề bà có ba cách dịch nha, hoặc là có ba cái cách hình thành cái sắc thái ngữ pháp. Ok không ạ? Đó, đấy là ý nghĩa thứ cái cấu trúc thứ nhất là thối hề bạ. Chúng ta sẽ sang cái cấu trúc thứ hai là gì đấy? Đây là cái phần mà sensei cho các bạn xem nhé. Tức là nhắc tới A thì liên tưởng ngay đến B, đúng không? Đấy, nhắc đến cái việc này thì liên tưởng ngay. Có thể là liên quan chút ít nhưng cũng có thể là hai việc khác nhau đều được, được không ạ? Đấy, liên quan chút ít cũng được, khác nhau hoàn toàn cũng được luôn, chỉ cần chung nhau cái từ đó thôi, chung nhau một cái từ đó thôi nhá, được không ạ? Chúng ta sẽ có này, cái ý nghĩa tiếp theo, ý nghĩa thứ ba đúng không, là vế một tạm thời đúng nhưng mà làm sao đây, điều muốn nói là ở vế sau. Ok chưa? Cái này hơi có nét giống với lại cô tổ quá, cô tổ gác nani nani ngà, đúng không? Kawaii cô tổ wa kawaii ngà, đúng không? Tsuki ai tổ wa omowanai thì có thể thay thế được, đúng không? Đó, đấy là thối hề bạ. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ, và cái này thì có sẽ có sự lặp từ và làm sao đây? Nếu mà khi mà nói là vế một nó tạm thời đúng nhưng mà điều muốn nói ở vế sau thì nó hay xuất hiện với lại ngà hoặc là kê để đồ, đúng không? Đấy, nói thì nói thế hoặc là như thế thì như thế thật đấy, nhưng đấy, cái điều muốn nói người ta sẽ ở vế sau nhá. Nhưng để cho tiếp theo này, chúng ta về cách chia nhá, thì là chúng ta sẽ chia là gì đây? Từ đã được nói ở trước kết hợp với lại thối hề bạ, hoặc là thể thông thường kết hợp với lại thối hề bạ nhá. Ok chưa? Đó, tiếp theo này, về thối hữu thô, thối hề bào hoặc là thối tả đái thì nó sẽ có một ý nghĩa ngữ pháp chung, đó là nhắc đến A thì nhớ ngay là đặc trưng của A. Ok chưa? Nihon no kankochi to ieba nan to itte mo Kyoto daro, đúng không? Là nhắc đến cái vùng đất tham quan của Nhật ấy, thì người ta hình dung ngay là đó chính là Kyoto, đúng không? Được chưa? Tiếp theo này, Nihon ryori to iu to sushi ga ichiban yume da, đúng không? Nhắc tới cái món ăn của Nhật ấy, thì món sushi là món nổi tiếng nhất, có phải là người ta hình dung ngay là sushi hoặc là tempura, đúng không? Được chưa? Tiếp theo nhá, ninki ga aru anime to itara One Piece da, đúng không? Nói đến cái phim hoạt hình nổi tiếng ấy, hoặc là phim hoạt hình được yêu thích ở Nhật ấy, thì người ta sẽ liên tưởng ngay ra One Piece. Các bạn đã bạn nào xem bộ phim này chưa? One Piece tức là bộ phim đảo hải tặc ấy, một bộ phim rất là hay và thu hút nhé, được không ạ? Đó, tiếp theo là chúng ta có ví dụ Raiden sangnin kazoku ni narun desu. Thì bây giờ mình nói là gì đây? Toyu to okousan ga umareru toyukoto desu ka? Omedetou gozaimasu, đúng không? Thế thì bạn A bạn mới nói là năm sau thì nhà tớ sẽ thành ba người đấy, đúng không? Thế
Nói vậy có nghĩa là, đúng không? Nói vậy có nghĩa là sẽ sinh ra bé đúng không? Sinh em bé đúng không? Chúc mừng bạn nhé. Thế thì có phải là cái tối ưu tố này ấy, thì ngoài cái chức năng đó là nhắc đến A thì nhớ ngay ra đặc trưng của A ấy, thì nó còn có một ý nghĩa nữa, đó chính là xác nhận lại thông tin của người gì? Xác nhận lại thông tin của người nói đằng trước đúng không? Cho nên là nếu như mà các bạn nhìn thấy cái vế sau ấy đúng không? Cái vế sau này có bạn các bạn nhìn thấy desu ka hoặc là desu yo ne hoặc là ne yo gì đấy thì các bạn sẽ thấy là chắc chắn chúng ta phải chọn là tối ưu tố chứ không được chọn là tối tara hay là gì hay là tối dè bà đâu. Được không ạ? Đấy, thường thường là như thế. Tức là cái thứ yếu tố này nó có một cái chức năng đó là xác nhận lại hoặc là giải thích lại thông tin của người nói nhá. Ok không ạ? Đấy, có thể dùng thứ yếu tố để xác nhận lại thông tin. Được không ạ? Chúng ta sẽ xét nhé, cái cách dịch thì là nhắc tới thì nhớ ngay ra đặc trưng này đúng không, là cách dịch chung của ba thằng này. Thì ngoài ra nhớ thêm cho CC đó là thứ hữu tố nó có một cái chức năng đó là xác nhận thông tin, ok chưa? Về cách chia nha, cách chia thì là chia về thể thông thường kết hợp với lại thứ hữu tố, thứ hiểu bà hoặc là thứ tả đạo, ok chưa? Tiếp theo đó là nhắc về cách dịch thì nhắc đến A thì nhớ ngay ra đặc trưng của A này là chung nhất của ba thằng nha, được không ạ? Thế còn làm sao đây, ngoài ra ấy, thì để xác nhận thông tin thì người ta sẽ dùng thứ hữu tố, đấy chính là cái chức năng riêng của thứ hữu tố, đúng không ạ? Thì khi mà dùng để chức nhận, khi mà dùng với cái chức năng đó là xác nhận lại thông tin đấy thì thứ hữu tố sẽ đi kèm với những cái từ như là desu ka, desu ne hoặc là desu yo ne chẳng hạn như vậy. Ok chưa? Đó. Thế thì các bạn nhớ nhá. Vậy là chúng ta đã xét được cái ý nghĩa chung của ba thằng này, đó chính là nhắc đến A thì nhớ ngay ra đặc trưng của A. Thì tối ưu tố có chức một chức năng riêng đó là xác nhận thông tin. Tối dè bà thì có một cái chức năng đó là gì đây? Chỉ cần một cái từ chung thôi và câu chuyện A và B có thể liên quan hoặc là không liên quan đều được. Còn tiếp theo là gì đấy? Còn gì? Tối dè bà này còn có một chức năng nữa, đó chính là gì đấy? Là sinh thì sinh thật nhưng, ok chưa? Vậy thì còn đến tối tà rà nó sẽ có một cái ý nghĩa ngữ pháp riêng nhé, đúng không? Chúng ta sẽ xét này, được không ạ? Chúng ta sẽ xét đó chính là gì đấy, tối tà rà, đúng không? Tối tà rà thì chúng ta sẽ xét ví dụ trước nhé. Nihon no asa no densa tối tà rà hito ga osugite ugokenai hodo da, được không ạ? Thế đây là gì đây? Ôi dồi ôi, nói đến cái gì, nói đến cái tàu điện buổi sáng ở Nhật ấy, thì làm sao đây, vì là quá đông người cho nên là đến mức làm sao đây không thể nào mà cử động nổi, ok chưa? Ugokenai hodo da, được chưa? Chúng ta xem ví dụ thứ hai nhé. Kono omise no hamburger no oishisa to hittara kotoba de wa hyogen dekimasen, đúng không? Nói đến cái độ ngon, đúng không, độ ngon của cái hamburger ở cái quán này ấy, thì làm sao đây, từ vựng từ ngữ tức là dùng ngôn từ thì không thể nào mà biểu hiện được đâu. Ý là nó rất là ngon đúng không? Ok chưa? Thì cái từ hyogen ở đây các bạn để ý một tí này, nếu mà đôi khi nó vào từ vựng nhá, cả hai này hai từ này đều có đọc đều có cách đọc chung luôn, đó chính là arawareru hoặc là arawasu đúng không? Để ý một tí cả hai từ này luôn. Đó. Thế thì ở đây sẽ là gì đây? Nói đến cái độ ngon của hamburger ở cái quán này ấy, thì ngôn ngữ là không thể nào mà biểu hiện được. Ok không ạ? Chúng ta xét sang ví dụ thứ ba nhé. Fujisan no chozo kara mita hinode no utsukushisa to ittara ima demo wasurerarimasen. Ok chưa? Tức là nói đến cái độ tuyệt đẹp đúng không? Nói đến cái độ đẹp của bình minh đúng không? Ở đây có từ hinode. Hinode có nghĩa là bình minh. Bình minh mà đã nhìn ở trên đỉnh núi Phú Sĩ ấy, thì bây giờ cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào mà quên được. Thì các bạn sẽ thấy là trạng thái của nó phải là rất đẹp. Thế cho nên là người ta mới làm sao không thể nào mà quên được đúng không? Cho nên là các bạn sẽ thấy là thối tà rà này ấy, thì nó có một cái đó là nhắc đến chấm 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 thì lại đúng không, nhưng mà cái vế sau của nó phải thể hiện một cái trạng thái đó là bất thường hoặc là ngạc nhiên, cho nên là khi mà các bạn thấy là cái trạng thái vế sau nó là bất thường ngạc nhiên thì các bạn phải chọn là thúy tà đà chứ thúy ẻ bà hoặc là tố gì thúy ẻ bà hoặc là tố ý tố ấy, nó sẽ không có chức năng này, cho nên là đây là chính là nghĩa riêng của thúy tà đà nhá, được chưa? Thì về cái cách kết hợp đó là danh từ tối tara đúng không, nhắc tới đúng không chấm 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 hoặc là nói tới n ấy thì nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng bất ngờ hoặc là ngạc nhiên của nó, tóm lại là vế sau nó sẽ hơi ngạc nhiên và có thể kết thúc câu ở giản lược được, tức là sao đây, ví dụ như là chẳng hạn như là Nihon no samusa tui tara đúng không, thì chỉ cần nói như thế thôi là người ta đấy là người ta sẽ tưởng tượng ngay ra là ôi nói đến cái mùa đông của Nhật đấy thì rất là lạnh, nhưng mà người ta có thể bỏ bỏ đi cái từ thô tệ mô xa mươi được, người ta chỉ cần dùng là Nihon no Nihon no fuyu no samusa to hittara, đấy chỉ cần dùng là dừng ở đấy là được rồi, được không ạ? Thì nó có thể kết thúc ở cuối câu khi mà giản lược được nhá. Đấy, đấy là chính là ý nghĩa riêng của thối tà đà má, thối dự tố hay là thối dự bà người ta sẽ không sử dụng, ok chưa?
Ngày trước sẽ học N3 thì sẽ cũng không biết cái này đâu. Mãi sau khi mà tìm hiểu sách sinh của N2 thì mới thấy là đến nơi giờ mình mới biết là ba cái này nó có cái sự chức năng khác nhau như thế đấy, được không ạ? Được chưa? Thì cái này dịch là gì? Nhắc đến đúng không? Về sau bất thường ngạc nhiên. Đấy, point độ. Ok chưa? Tiếp này chúng ta sẽ sang cái thứ tư. Thì vì là nó xuất hiện trong cái cấu trúc là thủy tà ra xong rồi về sau bất thường ngạc nhiên cho nên là sẽ nhắc lại cho các bạn một cái cấu trúc ngữ pháp nữa. Đó chính là nô cô tổ tổ na được tốt. Thì ở đây cách dịch của nó là hễ mà nhắc đến, hễ mà nói đến cái việc này thì trạng thái về sau lại bất thường, mặc dù nó không có ý hữu nhưng mà cách dịch lại có ý hữu đấy, tức là khi mà mình dịch thì mình dịch là hễ mà nói đến cái này, hễ mà nhắc đến cái này thì lại chấm 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 bất thường, ok không ạ? Nhá, chúng ta xét ví dụ này. Okane no koto ni naruto itsumo tsuma to kenka shite shimaimasu. Cứ nhắc đến chuyện tiền bạc là tối lại cãi nhau với vợ, đúng không? Được chưa? Tiếp theo là gì đây? Kare wa fudan wa mukuchi dakedo yama nobori no koto to koto to naruto kyu ni saberi ni naru, đúng không? Bình thường á, đúng không? Anh ấy bình thường thì rất là ít nói, thế nhưng mà cứ nói đến chuyện leo núi là đột nhiên lại làm sao đây, lại nói rất là nhiều, đúng không? Được chưa? Thế thì các bạn có thấy là về sau nó bất thường không? Bình thường có thể rất là ít nói nhưng mà tự nhiên nói đến chuyện leo núi chắc là vì rất là thích, đúng không? Cho nên là sao đây, tự nhiên sẽ trở nên rất là nói nhiều, trạng thái về sau rất là bất thường, ok không ạ? Nhá, chichi wa yasashii kedo okane no koto na お金のこととなると厳しい, đúng không? Tức là bố ấy thì bình thường rất là gọi là rất là nhẹ nhàng, rất là dễ tính. Thế nhưng mà cứ nhắc đến chuyện tiền bạc thì lại trở nên khó tính chẳng hạn đấy. Thì các bạn có thấy là về sau nó bất thường không? Hơi có cái chức năng giống mẹ thú ít tả ra, đúng không? Ok chưa? Nhắc tới cái gì đấy, nói tới cái gì đấy thì lại sao đấy? Lại trở nên bất thường, lại khác thường đấy. Ok không ạ? Đấy, nhớ nhá. Cứ động đến, cứ nói đến thì trạng thái nó lại bất thường. Ok chưa? Về cách kết hợp này, được chưa ạ? Là danh từ no koto to naru to. Thực ra thì cái chỗ này có thể thay bằng là gì? No koto ni naru to được. Ok chưa? Nếu mà bạn nào theo dõi cái clip về koto của sensei rồi thì sensei có liệt kê 13 ý nghĩa ngữ pháp của koto và trong đó có ý nghĩa ngữ pháp này. Ok chưa? Nếu mà bạn nào thiếu phần kiểu thấy mình vẫn còn hơi yếu về phần koto thì các bạn có thể theo dõi thêm cái clip số 6 nhé. Ok chưa? Cứ động đến nhắc đến điều gì thì thái độ lại khác thường xảy ra, và khi đấy thì CC còn lấy một cái ví dụ là cứ nhắc đến gái đẹp là lại sáng mắt ra đấy. Ok chưa? Thấy chưa? Tiếp nhá, về sau mang ý nghĩa là có thái độ thay đổi khác thường. Ok chưa? Cứ nhìn thấy khác thường là được, được không ạ? Đó, cứ động đến nói đến thì trạng thái lại khác thường nhá. Chúng ta sẽ xét sáng cái ý nghĩa thứ 5, hình thành ngữ pháp thứ 5 của ý, đó là toyuka, toyuka, đúng không? Takusan o iwai o shite itadaki ureshii toyuka kansa toyuka kotoba ni narimasen, đúng không? Tôi đã nhận được rất nhiều cái lời chúc mừng hoặc là rất là nhiều quà, đúng không? Không biết là phải nói là gì, phải nói là vui mừng hay là phải nói là rất là biết ơn ấy, nhưng mà tôi không thể nào mà nói lên lời được, đúng không? Đấy, cái kiểu như thế. Tức là mình không biết là nói là ureshi hay là nói là gì, nói là kansa thì đúng hơn. Có nghĩa là hai cái này nó đều đúng đấy, được không ạ? Tiếp này, anna tokoro ni hitori de iku nante mu mubo toyu ka mucha toyu ka tonikaku watashi ni wa rikai dekinai. Ok chưa? Thì ở đây có từ mubo. Mubo ở đây có nghĩa là, ở đây gọi là chữ vô mưu, đúng không? Tức là kiểu như là rất là thiếu suy nghĩ đấy, được chưa? Thiếu suy nghĩ. Mucha thì có thể dịch là liều lĩnh cũng được. Tức là không, là sao đây? Đi đến nơi đó, đúng không? Đi đến cái nơi đó một mình ấy, đúng không? Thì không biết là phải nói là liều lĩnh hay là không biết phải nói là gì đấy. Phải nói là thiếu suy nghĩ, nhưng mà trước hết là tôi không thể nào mà lý giải được, tôi không thể nào mà hiểu được. Tức là trí cay để kỳ này có thể hiểu là watashi ni wa wakarimasen. Ok, cái kiểu kiểu như thế, được không ạ? Tiếp nhá, chúng ta xét sang ví dụ thứ ba này. Ototo wa akarui toyu ka niyaka toyu ka yoku saberu. Ok chưa? Thì em trai của tôi thì không biết phải nói nó là gì, nó là tươi vui hay là gì, là một người người gọi là sôi nổi, nhưng mà đại loại là nó rất là gì, rất là hay nói. Cho nên là các bạn có thấy không, mình không biết nói là gì, nói là vui hay nói là biết ơn này, hay là không biết nói là liều lĩnh hay là thiếu suy nghĩ, hoặc là không biết nói là nó tươi vui hay là nó gì, nó ồn náo nhiệt, đúng không? Thế cho nên là có phải là nói là A cũng đúng, nói là B cũng đúng, mà nói thế nào cũng đúng. Ok chưa? Và người ta đang không biết dùng từ nào để nói, đúng không? Được chưa? Đó thì về cái cách kết hợp nhá, ok chưa? Cách kết hợp thì chúng ta sẽ đi vào thể thông thường, bởi vì là tối hữu mà, thể thông thường. Đối với danh từ và tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ có đà nhá, được không ạ? Có đà. Thế thì chúng ta sẽ thấy này, đưa ra hai cách nói để giải thích về một tình huống nào đó, và nói là A cũng đúng và nói là B cũng đúng, không biết cái nào chính xác hơn nữa, ok không ạ? Thấy chưa? Nói A cũng đúng, nói B cũng đúng, ok chưa? Đấy là ý nghĩa thứ 5 của ý, tức là cách hình thành ngữ pháp thứ 5 của ý ư. Ok chưa? Thì là toyuka, toyuka. Chúng ta sẽ xét sang cái cách hình thành ngữ pháp thứ 6 của ý ư nhá, được không ạ?
chúng ta có đó là thấu hít tạ. Thực chất thì cái cấu trúc này thì ở một số sách N3 là có viết rồi, nhưng mà một số sách thì N2 mới viết. Đấy, thế cho nên là các bạn để ý một tí. À, đây là các bạn N3 cũng có thể biết đâu nó lại vào thì sao, đúng không? Thấy chưa? Thấu hít tạ. Thì cái này nó sẽ là như là kiểu đưa ra ví dụ đấy, được không ạ? Chúng ta sẽ xét ví dụ và chúng ta sẽ xét cái cách kết hợp cũng như là ý nghĩa ngữ pháp của nó đằng sau nhé. Được chưa? この学校にはベトナムや中国といった留学生が多い。đúng không? Vậy đây là ở cái trường học này thì làm sao đây có nhiều du học sinh, đúng không? Như là người Việt Nam và người Trung Quốc, đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ xét ví dụ thứ hai này. 私の町ではベトナム料理やタイ料理といった東南アジア料理を扱うレストランが増えてきている。Thì các bạn thấy là gì đây? Ở cái thị trấn của tôi thì làm sao đây? Đúng không? Ở cái thị trấn của tôi thì đúng không? Những cái cửa hàng ở đây, chủ ngữ của chúng ta phải là restaurant, đúng không? Những cái cửa hàng mà bán đồ ăn, đúng không? Đồ ăn Đông Nam Á, đúng không? Đồ ăn của Đông Nam Á như là đồ ăn Thái hay là đồ ăn Việt Nam ấy thì vete kite được thì đang dần dần tăng lên. À, các bạn chắc hẳn là các bạn sẽ thắc mắc cái từ atsukai ở đây, đúng không? Thế thì atsukai bình thường các bạn sẽ hay nói là jinzai atsukai chẳng hạn, ví dụ như là cái cách chẳng hạn như là cách dùng người chẳng hạn, đúng không? Hoặc là hito atsukai, okane atsukai chẳng hạn. Đấy, thường thì okane là okane zukai. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy là bình thường thì cái atsukai này các bạn hay dùng với ý nghĩa đó là đối xử này, ứng dụng, đúng không? Nhưng mà thực chất thì atsukai này còn có rất nhiều ý nghĩa ngữ, rất nhiều cách dịch khác nhau nữa. Như là atsukai này có thể trong trường hợp này phải dịch là bằng với là uru, có nghĩa là bán. Hoặc là có một số trường hợp ấy thì atsukai này còn có bằng với lại sosa nữa, các bạn để ý nhá. Sosa tức là thao tác đấy. Ok chưa? Hoặc là atsukai này cũng có đôi khi nó có thể dịch như là nghĩa của aru được, có nghĩa là có. Ok không ạ? Cho nên atsukai ít nhất là cũng phải có bốn nghĩa đấy. Được chưa? Sử dụng này, sử dụng nhá. Đối xử này, nhập bán này, hoặc là có nữa là thao tác, hoặc là có cũng được. Ok chưa? Đấy, thế là cũng có khoảng 5 nghĩa đây, đúng không? Ok chưa? Các bạn để ý một tí từ atsukai này nhá. Thì ở đây sẽ là ryōryō atsukau restaurant, tức là cái cửa hàng bán đồ ăn Đông Nam Á, được không ạ? Đấy, để ý một tí. Thế chưa? Tiếp này chúng ta xét sang ví dụ thứ ba. Otoko desu ga ryōri ya sōji nado to itta kaji wa tokui desu, đúng không ạ? Mặc dù là đàn ông, tớ là đàn ông nhưng mà làm sao đây? Nhưng mà những cái việc nhà nhé, ở đây chủ ngữ của mình là việc nhà như là, ok chưa? Việc nhà như là dọn dẹp hay là nấu ăn ấy thì rất là giỏi, đúng không? Rất là làm rất là tốt. Thì các bạn có thấy là đằng trước thối tả nó sẽ liệt kê ra một nhóm các từ, sau đó thì nó sẽ chốt lại bằng một cái danh từ đằng sau, và cái danh từ này sẽ bao gồm tất cả các nhóm từ ở trước, được không ạ? Được chưa? Thì cái này là gì, là ví dụ như là, ok chưa? Mà khi mà dịch ví dụ thì bao giờ mình cũng dịch sau, đúng không? Đúng không? Bao giờ mình cũng phải dịch cái danh từ đằng sau nó. Ví dụ như là trong trường hợp kaji này chẳng hạn, đúng không? Thì mình phải dịch là gì? Những cái việc nhà như là đấy, dịch lui lại, ok không ạ? Thì ở cái cấu trúc ngữ pháp này ấy, thì nó sẽ là danh từ to ita, và thường là đằng sau cái này thối ita này cũng là một danh từ luôn, ok chưa? Và cái danh từ đằng sau thối ita nó sẽ là cái danh từ chung bao gồm tất cả các danh từ đứng trước thối ita, ok không ạ? Được chưa? Chúng ta có nhá, đưa ra một loạt ví dụ sau đó tóm lại điểm chung của các ví dụ, được không ạ? Ví dụ như thế nhá, thì chúng ta sẽ đưa ra một loạt ví dụ sau đó tóm lại điểm chung của các ví dụ, ok không ạ? Tóm lại điểm chung của các ví dụ này, và hay đi với cùng với lại ya hoặc là toka, bởi vì ya và toka có chức năng liệt kê cho nên là nó sẽ ứng dụng nhiều trong cái cấu trúc ngữ pháp này nhá, được không ạ? Tiếp thì cái này sẽ dịch là ví dụ như là, ok chưa? Ví dụ như là chúng ta xét sang ý nghĩa ngữ pháp thứ bảy, đúng không? Tức là cách hình thành ngữ pháp thứ bảy của y nhé, trong trường hợp là towa inagara, ok chưa? Towa inagara, imoto wa itsumo yasetai towa inagara neru mae no okashi wa yamerarenai, ok chưa? Em gái tôi thì mặc dù lúc nào cũng nói là muốn giảm cân nhưng mà không thể nào mà bỏ được cái bánh kẹo trước khi đi ngủ, ok chưa? Không thể bỏ được cái việc là ăn bánh kẹo trước khi đi ngủ, mà cái việc mà chắc chắn là mình ăn bánh kẹo khi đi ngủ thì sẽ bị béo, đúng không? Nhưng mà mặc dù nói thế đây nhưng mà hành động lại hơi trái ngược, đúng không ạ? Chúng ta xem ví dụ thứ hai nhé. Osaka ni wa niyaka na machi to wa, đúng không? Machi da to wa inagara Tokyo ni kurabereba mada mada hito ga sukunai. Đấy. À, đây Osaka ấy thì mặc dù nói là một cái thị trấn rất là đông đúc đấy, náo nhiệt đấy, thế nhưng mà nếu mà so sánh với gì, với Tokyo ấy thì vẫn còn ít người lắm, đúng không? Đấy, thế thì mặc dù nói là như thế đấy nhưng mà vẫn có một cái đối tượng gì đấy nó hơn như thế, đúng không? Được chưa? Tiếp này, ví dụ thứ ba nhá. Tanaka-san wa eigo ga dekinai to wa inagara watashi yori jouzu ni hanaseru, được không ạ? Thì là anh này, làm sao đây, anh Tanaka dù mặc dù nói là không thể nói tiếng gì, không thể nói tiếng Anh, nhưng mà làm sao anh
ta vẫn có thể nói giỏi hơn tôi. Ok chưa? Đấy, thế thì có phải là cái này có cấu trúc là mặc dù nói là như thế nhưng mà về sau nó hơi trái ngược hoặc là đem so sánh với một thằng khác đúng không? Ok chưa? Đấy thì mặc dù nói là đúng không? Mặc dù nói là như thế đấy nhưng mà chấm chấm chấm. Ok chưa? Chúng ta có nhá. Thố wa inagara, cách chia đó là danh từ hoặc là thể thông thường kết hợp với lại thố wa inagara. Ok chưa? Thố wa inagara, mặc dù nói là nhưng thực tế thì khác. Ok chưa? Thực tế thì khác, hoặc là mặc dù nói là thế nhưng mà làm sao đấy? Nhưng mà mình đi so sánh với thằng khác thì nó vẫn chưa đến mức như thế, cái kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Đấy là thố wa inagara. Chúng ta sẽ xét sang cái cách hình thành ngữ pháp thứ 8 của ý ngữ nhá. Ok chưa? Trong là toitemo. Cái toitemo này hơi có một cái rất là đặc trưng nha. Các bạn có thể nắm được. Chúng ta xem ví dụ trước nhá, được không ạ? Kai sa no sa cho toitemo sai wa sangin dake desu yo. Có nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù nói là giám đốc của một công ty đấy, thế nhưng mà nhân viên chỉ có 3 người thôi. Ok chưa? Lát nữa sẽ phân tích ví dụ và các bạn sẽ rút ra được cái point của cái ngữ pháp này nhá. Câu 2 này. Furansu go ga hanaseru to itemo chiyoto de tsukaeru hodo dewa arimasen. Đúng không? Mặc dù nói là tôi có thể nói tiếng Pháp đấy, thế nhưng mà không đến mức là có thể sử dụng được trong công việc. Có nghĩa là chỉ ở mức bình thường thôi, sử dụng công việc thì không được, đúng không ạ? Tiếp nhá. Câu thứ 3 này. Chiyoto to itemo senpai no otetsudai o suru dake de tokubetsu na koto wa shimasen. Được không ạ? Dù nói là đi công tác đấy, thế nhưng mà chỉ là đi giúp hỗ trợ, đúng không? Đi hỗ trợ senpai thôi chứ chả có gì đặc biệt cả. Thì các bạn sẽ thấy như thế này này. Khi mà người nói, đúng không? Người ta nói là tớ là giám đốc, thế thì mọi người sẽ hình dung trong đầu chắc là anh này có một cái công ty khá là to hoặc là ở mức bình thường. Thế nhưng mà ông ấy lại muốn giải thích với sau là chỉ có 3 nhân viên thôi. Đúng không? Thế thì nó sẽ khác với những cái gì mà tưởng tượng của người nghe, đúng không? Đúng không? Hoặc là khi mà người ta nói là tớ nói được tiếng gì? Tiếng Pháp. Thế thì người nghe chắc là có thể sử dụng trong công việc được chẳng hạn. Đó là làm cho người nghe người ta hình dung ra một cái gì đó. Thế nhưng mà người ta lại muốn nói là không, mặc dù nói là tớ nói được tiếng Pháp đấy, thế nhưng mà không đến mức là có thể sử dụng ở trong công việc được. Tức là người ta muốn là sao đây? Muốn bác bỏ cái gì mà người nghe đang tưởng tượng, đúng không? Đúng không? Hoặc là ví dụ như là mình nói là xịp trồ thì người ta nghĩ là chắc là phải có một cái việc gì đó rất là gì, rất là quan trọng cho nên là mới phải đi công tác. Thế nhưng mà mặc dù nói là xịp trồ nhưng mà mình chỉ đi để giúp cho senpai thôi. Thế thì khi mà mình chỉ giúp cho senpai thôi, nó là những việc kiểu là rất là nhỏ nhẹ, đúng không? Rất là nhỏ nhặt. Thì có phải là các bạn sẽ thấy là mình sẽ nhấn mạnh lại để làm sao đây, để người nghe người ta không hiểu nhầm, hoặc là để xóa bỏ đi cái sự tưởng tượng đang có trong đầu của người nghe, đúng không? Đấy, cái cấu trúc này nó sẽ có một cái thiên hướng như thế, các bạn để ý tinh nhé. Đúng không? Thì theo cái kiểu như vậy. Và cái dịch là dù nói là như thế đấy, thế nhưng mà sự thật ấy thì không như bạn nghĩ đâu. Sự thật tôi nói là đằng sau đây này. Ok chưa? Sự thật tôi nói là đằng sau đây này. Chúng ta xét nhá, là cách kết hợp thì sẽ là danh từ hoặc là thể thông thường kết hợp với lại toitemo. Ok chưa? Đó thì sự trái ngược với hình ảnh đang tưởng tượng ra của người gì? Của người nghe nhá. Ok chưa? Khi mà mình nói như thế thì người nghe người ta sẽ tưởng tượng, nhưng mà mình lại muốn nói là gì? Không, không phải như bạn đang tưởng tượng đâu. Điều tớ muốn nói ở phía sau cơ, được không ạ? Đó, các bạn để ý nhá. Thì thường á, mặc dù nói là thế nhưng mà sự thật thì mình nói sau đây. Ok chưa? Tiếp theo ấy, thì vế hai nó sẽ thể hiện sự khiêm nhường. Đấy, mặc dù nói tớ là một giám đốc công ty đấy, nhưng mà công ty chỉ có 3 người thì có phải là thể hiện sự khiêm nhường, khiêm tốn đúng không? Rất là đơn giản, khiêm tốn chỉ là. Ok chưa? Đấy, thì có phải là nếu như mà các bạn thấy cái sắc thái ở vế sau ấy mà nó xuất hiện, đó là một cái sự thật mà nó làm ra đây, nó thể hiện sự khiêm tốn, thì chúng ta phải dùng là toitemo. Ok chưa? Đó chính là các bạn phải làm sao để xét nhiều ví dụ, các bạn sẽ ra sắc thái của nó nhé. Được không ạ? Chúng ta xét sang cái ý nghĩa thứ 9 nhé. Đây là cái ý nghĩa cuối cùng của gì? Của ý hữu rồi, đúng không? Ok chưa? Đó là kara toite. Đấy, cũng dịch là mặc dù, nhưng mà sắc thái ngữ pháp của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xét nhé. Ok chưa? Câu 1 này. Ichi wo, đúng không? Ichi cũng được, được chưa? Ichi wo motte iru kara toite souzu ni hanaseru to wa kagiranai. Ok chưa? Mặc dù nói là có N1 đấy, thế nhưng mà không hẳn là có thể nói một cách giỏi. Ok chưa? Không hẳn là có thể nói một cách giỏi nhá. Chúng ta xét sang ví dụ thứ 2. Wadai no eiga da kara toite omoshiroi to wa kagiranai. Được chưa? Thì là, mặc dù nói là một bộ phim, ở đây có từ wadai no eiga. Wadai no eiga có nghĩa là một bộ phim hot hit, đúng không? Được chưa? Mặc dù nói là một bộ phim hot hit đấy, nhưng mà không hẳn là sẽ thú vị đâu, được không ạ?
いいよ。野菜が嫌いだからといって食べないのは良くないよ。OK chưa? Mặc dù nói là mình ghét rau đấy, thế nhưng mà là sao đây? Không ăn thì cũng không được đâu. OK chưa? Không ăn thì cũng không được. Tiếp nhá. Chúng ta xét sang ví dụ thứ tư này. Ano, yume daigaku o deta kara to itte kanarazu shimo atama ga yoi to wa ienai. OK chưa? Thì có nghĩa là gì đây? Mặc dù nói là mình gì? Mình tốt nghiệp từ một cái trường đại học nổi tiếng nhưng mà không hẳn là đầu óc sẽ thông minh. OK chưa? Đấy. Thế thì các bạn sẽ thấy này, các bạn có thấy xem phần bôi hồng á, đúng không? Cái vế sau của karatoite hoặc là karatoite bố ấy, thì nó hay xuất hiện như là thoa kagiranai gì đấy không? Đúng không? Hoặc là yokunai hoặc là thoa ienai, thì nó sẽ kiểu như là nó bắt cặp như vậy, cho nên là mình sẽ phải tinh ý, đúng không? Được chưa? Thì dịch là mặc dù nói hoặc là mặc dù nói là gì gì đấy. OK chưa? Các bạn có thấy là nó hơi giống với cái xu hướng đó là gì đây? Ano kanarazu shimo naninani thố ạ, cái này không hẳn là, đúng không? OK chưa? Đó. Thế thì các bạn sẽ thấy này, về cách kết hợp nha, thì là danh từ thể thông thường kết hợp với lại karatoite hoặc là karatoitemo, tức là có mố cũng được, không có mố cũng được. Điều này các bạn để ý một tí, OK không ạ? Chúng ta xét này, mặc dù nói là, đúng không? Lý do là thế này, nhưng với hai thì không hẳn là hoặc là không được phép. OK chưa? Không hẳn là hoặc là không được phép. Đấy. Cho nên là không hẳn là thì sẽ là thoa kagiranai hoặc là thoa ienai, đúng không? Còn không được phép thì sẽ là gì? Là tewa ikenai, đúng không? Ví dụ như là trong trường hợp này nhá. Chẳng như sensei nói là gì đây? Jiyu dakara to itte, đúng không? Nani o yatte jiyu dakara to itte, nani o yatte mo ii, đúng không? Ii toyu koto dewa nai chẳng hạn, đúng không? Mặc dù nói là tự do đấy nhưng mà không phải là làm gì cũng được, được không ạ? Đó. Hoặc là tewa ikenai chẳng hạn, hoặc là mình nói là gì đấy? Thì chẳng hạn như là mặc dù nói là được sử dụng tiền, đúng không, nhưng mà là sao đây, sử dụng lãng phí thì không được, đúng không? Chẳng hạn như là bố mình cho mình tiền nhưng mà con có thể sử dụng tiền trong cái khoản này nhưng mà là sao đây, sử dụng lãng phí thì không được, thì lúc đấy người ta sẽ nói là gì đây? Ano jibun de tsukatta kara to itte, đúng không? À jibun de tsukau kara to ittemo, đúng không, muda o tsukatte wa ikenai. OK không ạ? Đấy, thế thì nó sẽ xuất hiện theo cái kiểu ngữ pháp như thế. Cho nên là các bạn phải hình dung được, khi mà các bạn đọc nhiều hoặc là các bạn thấy nó xuất hiện nhiều thì các bạn sẽ tự ra cái sắc thái của nó thôi. Và cái này chính là cái mà CC tạo nhìn ra sắc thái của nó, cho nên là CC sẽ phân tích kỹ cho các bạn xem nào. À, mặc dù đều là mặc dù đấy, thế nhưng mà là sao đấy? Với mỗi cái cách nói mặc dù nó lại hơi khác nhau một tí, cho nên là mình phải để ý, được không ạ? Được không? Mặc dù nhá. Đấy là chính là chính cái cấu trúc của yu. Thì thực ra là yu còn một cái ý nghĩa nữa trong từ thối yu yori, đúng không? Hơn là nói là A thì nói là B còn hơn ý, đúng không? Ví dụ như nói là ano kanozo ga kawaii to yu yori kirei desu, hơn là nói cô ấy dễ thương, đúng không? Thì nói là cô ấy xinh thì đúng hơn, chẳng hạn như thế. Hoặc là ví dụ như là hashiru to yu yori aruite iru da, đúng không? Hơn là nói là cô ta đang chạy thì nói là đang đi bộ thì đúng hơn, bởi vì chạy quá chậm. Cái kiểu như thế. Thì có cái thối yori là chúng ta học ở N3 nhé, sẽ nhắc qua lại cho các bạn nhớ thôi, được không ạ? Vậy là ngày hôm nay là chúng ta sẽ có 9 cấu trúc mà với cái cách dịch của yu, đúng không? Chúng ta sẽ cùng liệt kê lại nhé. À, cái phần liệt kê này thì các bạn có thể comment xuống phần bên dưới, và nếu mà bạn nào nhớ được cái đặc trưng ở phía sau ngay lập tức thì tốt, thì các bạn có thể comment ngay phần dưới cho CC để CC để cho mình, tức là cái phần output đấy sẽ giúp cho các bạn học một cách hiệu quả hơn, cho nên là các bạn có thể output ở xuống dưới nhé. OK không ạ? Yu đúng không? Đầu tiên đó là thối ẻ bạ, nhớ cho CC đó là nó có 3 ý nghĩa đấy, 3 cách dịch. Nhắc đến A thì nhớ ngay ra đặc trưng của A này. Thứ hai đó là nhắc đến cái câu chuyện thứ nhất ấy, thì người ta sẽ nhớ ra một cái câu chuyện thứ hai và nó chung nhau một cái từ nào đó, có thể liên quan hoặc không liên quan đều được, được không ạ? Cái thứ ba đó chính là gì nhỉ? Sinh thì sinh thật nhưng, được chưa? Đó. Tiếp theo là thối yu to, thối yu ba và thối yu ta rai, thì nó có một cái nghĩa chung, đó chính là gì nhỉ? Là nhắc đến A thì nhớ ngay ra đặc trưng của A. Tiếp theo thì sao nào? Thối yu ba sẽ có một cái ý nghĩa đó là thối yu tối có một ý nghĩa đó là xác nhận lại thông tin, đúng không? Thấy chưa? Còn thối yu ta ra sẽ là về sau hơi bất thường, và đó chính là cũng là cái ý nghĩa của cô no cô tổ tổ nào được tốt, cứ nhắc đến chuyện, cứ đến cái chuyện gì đó thì về sau lại bất thường, đúng không? Thấy chưa? Sensei để cái phần gì đấy, cái phần ý nghĩa ở đây nhá, các bạn tự xem, đúng không? Thấy chưa? Nhắc tới thì lại sao nhớ tới ngay đặc trưng, hoặc là gì, nhớ tới một cái câu chuyện bất kỳ, hoặc là công nhận ở về trước, về sau, điều muốn nói ở về sau. Tiếp theo là nếu mà nói cái này thì là nghĩa chung của nó chính là nhắc tới thì nhớ ngay đặc trưng này, thối dự tối có chức năng xác nhận thông tin này, OK chưa? Tiếp theo đó là thối ít tả ra tức là về sau bất thường nha, thấy chưa? Cái này cũng thế, cứ động đến nói đến chuyện gì đó thì về sau lại bất thường.
À, tiếp theo nha, chúng ta còn 5 ý nghĩa nữa và các bạn hãy comment nha. Để chọn 5 ý nghĩa. Đầu tiên đó là thối hiệu khả là gì? Các bạn comment xuống phần dưới nhá. Comment nhanh thôi được chưa? Comment theo cái cách của các bạn để các bạn output là được rồi, được không ạ? Đó, là gì đó? Tí nữa thì sẽ hết set sau để cho các bạn ghi nhá. Phần 6 đó chính là gì đấy? Là thối ít tạo. Cái này vừa học ở N2 vừa học ở N3. Ok chưa? Tiếp này, 7 đó chính là thô ạ, ý na gà đó. Nhớ một cái ví dụ điển hình nha. Được chưa? Cái 8 đó chính là gì đấy? Thối ít tế mộ. Được chưa? Tiếp theo thứ 9 đó là gì đấy? Khà ra thối ít tế mộ. Đúng không? Thì nhớ này, 7, 8, 9 đều dịch là mặc dù. Nhưng mà mỗi cái mặc dù ấy, nó sẽ có một cái point độ khác nhau. Ví dụ, thối ạ ina gà đạo. Mặc dù nói là muốn giảm cân nhưng mà hành động lại hơi trái ngược. Ok chưa? Đấy, hành động lại hơi trái ngược, hoặc là mặc dù nói là ở Osaka đông người đấy, nhưng mà so với Tokyo ấy thì nó vẫn còn ít hơn, thì có phải là đi so sánh với thằng khác thì mình bắt đầu thấy cái đấy là vẫn còn ít đó, được chưa? Còn tối ít tệ mố ấy thì sẽ là phản bác lại, đúng không? Phản bác lại cái gì? Phản bác lại cái lời mà cái trí tưởng tượng của người nghe, đúng không? Nói là công ty có, tôi là giám đốc công ty thì nghĩ là chắc là to hoặc là bình thường, nhưng mà công ty chỉ có 3 người thôi thì người ta sẽ phản bác lại. Ok chưa? Thì vế sau thường thể hiện sự khiêm tốn, đấy là thối ít tế mộ. Còn kara thối ít tê thì hay đi với lại gì? Thố ạ kha ghi ra này, đi với lại tê wa ike này, hoặc là thối yêu cô tố đế wa này, cái kiểu như thế. Ok chưa? Đó, thì các hoặc là tố wa ie này chẳng hạn, đấy chính là những cái mà sau đây point tụ, tức là ngữ pháp ấy thì thực chất nó xuất phát từ từ vựng. Từ này nó xuất phát từ, tức là các bạn hình dung như là sensei có nghe một anh nói đó là nếu như từ vựng thì là gì, là những viên gạch thì ngữ pháp chính là cái vữa, đúng không, là vôi vữa để xây lên một cái tòa nhà như thế. Thế cho nên là khi mà xây như thế thì nó sẽ có sự kết nối, cho nên là các bạn hãy học ngữ pháp bằng cách kết nối vế trước và vế sau ấy, thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ phân biệt được ngữ pháp một cách nó dễ dàng hơn, được không ạ? Kết nối giữa vế trước và vế sau. Thì đây chính là cái video mà CC làm về ý ự, và hy vọng là cái video này thì các bạn có thể phân biệt kỹ được giữa gì? Thối ý bà, thối ý ự tốt và thối ý tà đạo, đúng không? Và phân biệt được ba cái cấu trúc 789 ấy, đúng không? 789, bởi vì không biết là sắc thái ngữ pháp của nó đều dịch là mặc dù, nhưng mà sắc thái nó hơi khác một chút đấy, cho nên là phải để ý, được không ạ? Được chưa? Thì đây là cái ngữ pháp này. Nếu như các bạn nào có phần nào chưa hiểu, hoặc là có phần nào muốn CC đồng hành cùng các bạn học luôn, thì các bạn có thể comment xuống phần bên dưới và CC sẽ đồng hành cùng các bạn trong cái video clip tiếp theo. Và CC bật mí đó là cái clip tiếp theo thì là tất cả các ngữ pháp liên quan đến lý do lý chấu, đúng không? Có rất nhiều cách nói liên quan đến lý do lý chấu từ N5 cho đến N2, và mỗi cái cách nói thì nó sẽ có những cái đặc trưng khác nhau, cho nên là phần sau chúng ta sẽ học tất cả các ý nghĩa ngữ pháp liên quan đến lý do lý chấu xuất hiện ở N2 nhé. Chứ còn nếu mà kể từ gì từ N5 đến N2 thì hơi bị nhiều, cho nên là chọn trong N2 luôn. Các bạn hãy, nếu mà các bạn cảm thấy chưa phân biệt được các cấu trúc ngữ pháp đấy, thì có thể đón xem cái video tiếp theo của mà CC làm đồng hành cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi cái video này, và chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại ở các bạn ở các video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.